Hà đang xin chào các bạn. Sau đây Hà đang xin giới thiệu các bạn là bộ cần nhu và cầu đơn luôn các bạn nhé. Chọn bộ như này luôn. Gồm cần lu máy đứng của Daiwa. Daiwa Việt Nam sản xuất. Qua China cần đến là máy máy AX 2500 gọi nhé và một hộp lưỡi chinu các bạn dùng câu đơn ăn chặn cước khóa linh và hai con mồi giả muốn nhện nước con cá giả và phao dùng câu đơn. Chọn bộ này giới thiệu các bạn chọn bộ nó luôn nhé. Cần Daiwa đút mềm các bạn nhé. Thông số cần đây các bạn. Này từ 6 đến 14 pound. Quay tổng thể lại các bạn xem. Đây quay cho nó. Vừa rồi Hải đang xin giới thiệu các bạn bộ cần lu và câu đơn. Hải đang phát xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát xin.